Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm là vừa rồi, mình đã vừa hướng dẫn các bạn chế thêm một hiệu ứng 7 sắc cầu vồng vô cùng đẹp cho bộ led nháy theo nhạc một cột 48 led full. Bộ sản phẩm này cực kỳ phù hợp cho anh em chơi Noel, chơi Tết, trang trí cây đào, cây quất, trang trí cây thông Noel, giả lập Hyper LED cho màn hình và rất nhiều các ứng dụng khác nữa với độ bền rất cao, không giống như các loại led trang trí rẻ trên thị trường.